hướng dẫn cách để chạy vào hẻm nhỏ cho tài xế Đó mới. thì khi mà em chạy xe thì theo thầy thì em nên chuẩn bị một cái bút, một cái sổ để khi mình đi đâu có những cái hay, có những gì đó thì mình note lại để mình rút kinh nghiệm những lúc mình rảnh mình đọc. Thì với những cái đoạn đường mà nó nhỏ như thế này thì mình chuẩn bị bút viết để làm gì? Mình note lại. Thì để mình chuẩn xác hơn thì lúc nào cũng chuẩn bị cho thầy một cái thước. Có luôn. Đó, bây giờ cái hẻm này đi, nó có chướng ngại vật là cái cây này. Cái cây. Nó lòi ra thấy không? Rồi em đo từ cái cành cây đó ra tới ngoài đây. Nó là 2m3. Thì em ghi lại là chiều ngang 2m3. Chỗ này thì chiều cao nó không có bị vướng gì hết. Thì bắt đầu em mới đo cái xe của mình từ cái kính phía hậu bên trái qua kính hậu bên phải. Nó là 2m35. Thì bây giờ em phải note lại, em note lại là cái chiều ngang thực tế là 2m3. Đúng không? 2m3. Ngang thực tế là 2m3. Thực tế là ha, 2m3. Rồi bây giờ xe của mình nó là 2m35. Rồi thêm em đo thêm một cái nữa là cái kính của mình nè. Đó là 26. 26 mà nhân cho hai cái là 52 đúng không? Dạ đúng. 52 cm. Thì bây giờ em lấy 52 cm này mà em gập cái kính lại thì nó còn đâu đó khoảng 40 cm. Em lấy 2m35 em trừ cho 40 cm thì khả năng em còn được 1m9. Nếu mà em khéo lắm á thì em mới gập kính em vô được. Còn trường hợp em chưa tự tin, em không nhắm em vào không được thì em cầm cái báo cáo này nè, cuốn sổ này nè, em lên nói với chị ơi, hiện tại tình hình ở ngoài là nó thực tế 2m3, xe của mình là 2m35 em trừ gập kính luôn, còn 1m8, 1m9 mà em thấy vô tỷ lệ nguy hiểm cao quá, trình bày với khách. Có nghĩa là mình quyết định đi đường khác hoặc là cho khách bộ vô luôn, hoặc là cho khách bộ vô luôn, đúng không? Mình báo cáo mày là ai mà giận em được, báo cáo mày là ai mà giận em được. Ha 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 ha